Hello, xin chào tất cả các bạn và các anh em. Hôm nay lên video chia sẻ cái cách xử lý cần lua bị gãy lắm đọt. Vì cái cây cần này không phải nó gãy làm đôi mà nó gãy làm ba như thế này này. Đấy. Ở trên cái phần gần cái đầu bu thì nó gãy tầm khoảng 4 cm. Thì phần này tháo cái bu ra ha, để mình hạ bu xuống luôn. Đấy. Còn cái chỗ gãy tiếp theo thì mình sẽ xử lý lại. Sau khi xử lý thì sẽ phục hồi tầm 80-90% công lực ban đầu của cây cần. Thì cây cần này thì được ông khách đưa mình xử lý vì cái cây cần này cái giá trị nó cao, mà bỏ thì nó phí, mà dừng lại đọt thì bảo đảm sẽ không có cái phôi để nó phù hợp với cái cần này, cho nên là ông khách ông kêu xử lý. Dù đẹp hay xấu mà vẫn sử dụng được là ok. Cái cần này là của thương hiệu Gamakatsu, hàng được sản xuất tại Nhật luôn ha, Made in Japan. Thì cần này nó giá trị, bỏ thì phí mà thay cái làm lại cái lóng đọt thì bảo đảm sẽ không có phôi đâu, không có phôi nó phù hợp với cái cần này đâu, cho nên là nhờ mình xử lý. Thì với cái cây, với cái đầu bu thì sẽ tháo ra ha, và hạ cái đầu bu xuống. Đấy. Còn cái chỗ này thì tìm một cái phôi đút vào bên trong cho nó vừa, rồi mình sẽ quán chỉ lại cái vấn đề này, xong rồi đầu quán thêm một cái lớp carbon ở bên ngoài. Đó. Thì sau khi phục hồi thì có thể câu lực tải nó từ 80-90% cái lực tải ban đầu của cái cần. Đó, rút cái đầu bu ra. Cái này là quá đẹp rồi. Những anh em nào mà nếu mà cái cần mà nó bị gãy bu từ đầu bu xuống tầm khoảng 3-4-5 phân đó, thì có thể các anh em hạ bu xuống ha, hạ bu xuống là ok, quá đẹp luôn. Đấy, nếu mà cây này mà nó gãy bu thì hạ bu xuống là quá đẹp rồi, nhưng mà cây này nó gãy thêm một cái lóng này nữa, cho nên là bây giờ mình sẽ xử lý cái lóng này tiếp. À. Này là keo hai thành phần này, keo A này, keo B này. Quá ok luôn. Giờ mình sẽ đi một cái lớp chỉ lên nữa. Là cái bu này khi mà lên keo rồi nó sẽ cứng rồi, không cần đi chỉ cũng được luôn. Sau khi hạ bu xuống ha, nếu mà cây cần nó bị gãy ở phần đọt mà tầm khoảng 5 phân trở lại thì chúng ta có thể hạ bu xuống. Hạ bu xuống thì cây cần nó ngắn hơn, có thể là cái action của nó cứng hơn, tải mồi cứng hơn một xíu, nhưng mà cái lực tải là bằng cái lực tải ban đầu ha. Nghĩa là 100% công lực ban đầu. Đấy. Còn nó gãy ở cái phần này. Đó, gãy thì từ dưới cái khoen này, dưới cái khoen thứ hai của đầu bu xuống ha,
Đấy, thì xử lý thì nó cực khó đấy. Nếu mà biết cách xử lý thì có thể sử dụng 80 đến 90% công lực ban đầu. Còn mà nó gãy ở phần phần sau này, phần dưới cái lõm lọt này thì quá quá dễ dàng xử lý nha các anh em. Gãy những cái phần này thì các anh em xử lý dễ dàng hơn. Để xử lý cái phần này, mình đã tìm được cái phôi. Phôi là đây là cái lõm đọt của cái cây cần chuyên chép. Đây là cái lõm đọt của cây cần chuyên chép. Bây giờ mình tháo cái khuyên này ra và luồn vào bên trong, kết nối hai cái phần này lại. Sau khi tháo khuyên, ta được một cái phôi rất là đẹp. Giờ mình cho nó vào bên trong đây, mình ướm thử.